Chúng tôi gặp gỡ Minh Tâm trong một buổi chiều hè ở Hà Nội. Không khí những ngày tháng 6 nóng bức, Không Ngân Anh và các thành viên trong đội đá cầu Thiền Quang thể hiện những kỹ năng đặc biệt. Đến với đá cầu từ nhỏ do những lý do rất khách quan, tố chất khéo léo đã giúp cho Minh Tâm nhanh chóng trở thành một nhân tố đặc biệt của môn thể thao này và được gọi vào đội tuyển quốc gia. Nếu mà nói về bắt đầu đá cầu thì mình đá từ năm học cấp 1, mình đã bắt đầu đá ở trường rồi. Nhưng mà nếu mà chính thức là đi vào con đường chuyên nghiệp, bước chân vào cái con đường chuyên nghiệp thì là đó là năm 1990 là mình bắt đầu lên được gọi lên đội tuyển để tập, để tham gia một cái giải lứa tuổi thiếu niên. Đó mình năm đầu tiên đó là mình đã giành được 2 huy chương vàng thiếu niên là cái năm 1991. Lúc đó mình tròn 15 tuổi là bắt đầu đánh dấu cái sự nghiệp chơi thể thao của mình. Cái môn này thì nó thực tế là mình có duyên với nó. Mình nghĩ là như thế tại vì cái thế hệ của mình ấy thì là lúc nhỏ ấy, thể thao chỉ có đá bóng và đá cầu, hầu như là như vậy. Và cái khu mà mình sinh sống thì nó chỉ có chủ yếu là 2 môn đó là mình cảm thấy là gần gũi nhất và mình đều thích cả 2 môn đó. Thì mình cảm thấy là mình có cái tố chất chơi với cả đá cầu nó hơn là bóng đá. Vì vậy là mình đã theo cái bộ môn đá cầu này. Đã giành được rất nhiều giải thưởng từ bộ môn đá cầu, kể cả giải vô địch thế giới và gần như được xem là người xuất sắc nhất trong bộ môn này. Nhưng với Minh Tâm, một trong những kỷ niệm khó quên nhất khi còn thi đấu đỉnh cao chính là tấm huy chương vàng tại SEA Games 22, kỳ SEA Games được tổ chức ngay trên chính quê hương Việt Nam. Tại giải đấu đó, anh và các đồng đội đã xuất sắc giành thắng lợi, đoạt huy chương vàng trong cả 7 nội dung của bộ môn. Và giờ đây, khi nhắc tới thành tích đó, sau 12 năm, Minh Tâm vẫn không giấu nổi sự tự hào. Cái cảm giác mà đạt được huy chương thì chắc chắn là cũng như tất cả các vận động viên đã từng đứng trên cái bục vinh quang cao nhất. Rất tuyệt vời, rất sung sướng, hạnh phúc, vô cùng. Rất tự hào về cái thành tích mình đã đạt được. Còn cái cảm giác thì cũng giống như tất cả mọi người thôi. Xin dành tất cả những cái thành tích đó cho đất nước. Hiện nay Minh Tâm đã không còn thi đấu đỉnh cao. Mỗi buổi chiều ra sân cầu cùng đồng đội chỉ để rèn luyện sức khỏe và thỏa mãn niềm đam mê dường như là bất tận đối với những đường cầu sau thời gian đi làm. Minh Tâm đã có một cuộc sống ổn định, một gia đình trọn vẹn hạnh phúc ở tuổi ngoài 40. Về công việc hiện tại thì mình làm một công việc rất là bình thường, đó là lái xe cho một cơ quan nhà nước. Và gia đình thì hiện giờ là mình đã có một vợ và 2 cháu. Cháu lớn học cấp 2 và cháu bé là đang học cấp 1. Vì vậy là mình cảm thấy rất là viên mãn, hạnh phúc. Không chỉ riêng với cá nhân Minh Tâm mà đối với rất nhiều vận động viên thể thao đỉnh cao của Việt Nam, sau hơn chục năm giã từ nghiệp vận động viên, đến nay có người vẫn gắn bó với thể thao trong công tác huấn luyện hay quản lý, có người chuyển sang một công việc khác không liên quan như bất kỳ một người nào khác trong cuộc sống, thì những ký ức về SEA Games với những tấm huy chương vàng thực sự vẫn luôn là điều tuyệt vời nhất, gần gũi và không bao giờ quên.